Ngày nay, sự lựa chọn hàng đầu của các công ty thiết kế nội thất đó chính là tấm ốp đa năng sợi than tre. Ưu điểm lớn nhất là thi công nhanh chóng và dễ dàng. Hàm lượng formaldehyde cực thấp sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả trẻ em. Sử dụng phim GM16 Mix tạo lên sự chân thật và sắc nét. Ngoài ra còn chống ẩm mốc, mối mọt, cong vanh. Nếu bạn còn chưa biết về sản phẩm này, hãy liên hệ tôi.